Hôm nay, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các chi bộ, đảng bộ, bộ phận trực thuộc. Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 6 chi bộ và 2 đảng bộ, bộ phận trực thuộc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Tổng biên tập, thay mặt Đảng ủy chúc mừng các chi bộ và đảng bộ, bộ phận trực thuộc. Đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn hình thành các chi bộ, đảng bộ, bộ phận trực thuộc theo mô hình tổ chức mới là một trong những bước trưởng thành mang tính chất toàn diện của Đảng bộ Đài. Hiện Đảng bộ Đài có số lượng đảng viên đông thứ hai trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan thành phố. Đài thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ lớn, do đó đề nghị các chi bộ, đảng bộ, bộ phận sau khi được kiện toàn sớm củng cố đi vào hoạt động một cách vững mạnh.